Sáng nay ngày 20 tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị tuyên phạt đối với Nguyễn Bắc Son, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông 16 đến 18 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, án tử hình về tội nhận hối lộ, hình phạt chung là tử hình. Theo Viện Kiểm sát thì bị cáo Son chưa ăn năn hối lỗi dù giữ cương vị lãnh đạo một bộ quan trọng nhất của nhà nước, song vì hám lợi cá nhân, ông Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo mang tính quyết liệt buộc cấp dưới ở Mobifone phải thực hiện sai phạm việc mua cổ phần của AVG. Cùng tội danh trên thì viện kiểm sát cũng đã đề nghị 14 đến 16 năm tù đối với Trương Minh Tuấn, hai bị cáo là Lê Nam Trà và Cao Duy Hải bị đề nghị từ 14 đến 25 năm tù, nguyên chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù về tội đưa hối lộ.